À, được các bác, đang lên kiểm tra cái bồn cho gia đình anh Sơn này. Thì đây cái bồn này anh để ở trên nóc tầng 2 các bác nhé. Đây. Đấy. Đấy, hiện nay cái nước của anh mình giám sát các bác xem này. Anh bơm cái này lâu chưa? Nửa tháng rồi đấy. Nửa tháng gì? Đây các bác, anh bơm được nửa tháng mà nó đóng cái cặn như thế này. Các bác thấy không? Đây. Đây. Đây các bác này. Đấy, nó đóng cái cặn săn này. Này cái cặn này, các bác thấy những cái cọc này nó giống như thể là cái cọc bông ấy nhá. Đây này. Nhưng mà không phải đâu nhá. Đây này là cái cặn sắt em quay các bác xem này. Các bác thấy không? Em gãy cái là nó tan này này. Đây. Đây các bác thấy không? Đây này. Đây. 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 Các bác thấy không? Cái này là cái nước nhiễm sắt nhưng mà cái nước này mà nhận sáng mà em thấy nó đóng cái cặn như thế này là nó cũng hiếm đấy các bạn. Đấy, nó đóng cái kiểu giống như cái cục bông này này, các bác thấy không? Cái cặn mà em khải ra mà nó lại không tan hẳn ra nước nhá, mà nó giống cái kiểu cục bông tơi tơi á, nó bám vào cái thành bể này. Thì cái này anh mới làm nhà xong, khoan giếng và anh nó bơm được nửa tháng á, thì ở cái khu vực này này là em biết được cái tầng địa chất. Đấy, cho nên là em sẽ đưa cái van hút sâu em chế lại và em tiết chế cái nguồn nước để cho nó bớt nhiễm sắt đi cho anh nhé. Sau đó là em sẽ lắp thêm cái cây lọc nước để nó khuẩn cái nước nhiễm sắt, thì tí nữa em xuống em xử cái nước chè để cho các bác nhé. Có thấy ở đây là này, khu vực đây thì gần cánh đồng này, các bác thấy đây là đây ra ngoài đây là cánh đồng hết rồi đấy. Và cái giếng anh khoan ở đằng trước kia các bác, ở đằng trước kia, ở đằng trước nhà kia, thì cái giếng của anh nó bơm lên tay thăng mà nó nhiễm sắt á, thì cái bồn này hỏi anh bảo anh bơm nửa tháng rồi, thì bây giờ sẽ xuống để em tiết chế lại cái nguồn nước cho anh á, tí nữa anh lên anh thau cái bồn này đi và lắp thêm một cây lọc đơn cho anh á. Thì anh mới làm nhà xong á thì tư vấn cho anh lắp cây lọc đơn, nhưng mà anh bảo thôi mới làm nhà xong thì điều kiện nó cũng hơi bí cho nên là lắp cái cây lọc đơn thôi, thì sẽ tiết chế lại cái nguồn nước và lắp cái cây lọc đơn cho anh Sơn. Đây là cái giếng khoan của anh các bác này. Này. Giếng khoan này là nó bị nhiễm sắt mà cái nước lúc này em bơm lên các bác nhìn thấy rồi. Thì bây giờ em sẽ kéo cái giếng này lên. Đây là anh xây cái hộp kỹ thuật này, nhưng mà xây cái hộp này thì nó hơi nhỏ đấy. Cái máy bơm của anh này các bác, máy 750W. Đấy thì anh xây cái hộp kỹ thuật như thế này, thì bây giờ là em sẽ kéo lên và dùng cái van để tiết chế bớt nguồn nước đi nhá. Thì đây các bác thấy là cái van. Van em để đây các bác. Đây. Này. Đây là cái van, đây em cắt cái gioăng của cái van hút sâu này để làm cái mà em tiết chế bịt bớt cái nguồn nước dưới lại đây. Thì ở cái khu vực này á thì nó có mấy cái tầng nước đây, thì cái tầng nước dưới là nó bị nhiễm sắt các bác, cho nên là ở đây ở cái khu vực này này em biết được cái tầng địa chất, cho nên em sẽ đưa cái van này vào em tiết chế cho nó bớt nhiễm này, sau đó em lắp qua cái hệ thống cây lọc này các bác. Đây lắp qua hệ thống cây lọc này thì nó sẽ đảm bảo cái nguồn nước nó sẽ không bị nhiễm sắt nữa. Đây các bác, thấy bác Sơn mà kéo lên bác rất là nặng. Thấy chưa? Ủa, các bác thấy cái ống nó bằng khè rồi. Kéo phải kéo liên tục. Hắn trơn đó mà. Kéo là phải giật liên tục. Nữa, ra đây. Anh Sơn này, anh đứng anh quay vào đây nhìn chị Hoa thì kéo nó mới lên được tay. Chứ bác là cứ quay vào tường mà kéo làm răng mà lên được. Ê, lên nhặn xuống kéo. Lấy cái gì á, mà lao đi mà kéo. Đây các bác, em kéo cái van lên rồi, các bác nhìn cái đường ống này, này. Đấy, kéo cái nước nó chảy ra này. Đẹp. Quá chi là, này các bác, đây. Đây là cái bộ van hút sâu này. Đấy. Các bác thấy kéo lên nhìn đẹp trai hẳn ấy. Đúng rồi, kéo hẳn đi, cứ kéo hẳn lên đi. Lấy cái dây buộc đi ra. Tháo hẳn ra cái dây đấy ra luôn. Tháo ra. Giếng niệm nhiễm sắt khá nặng các bác. Rồi, từ để tôi gác cái dây nè. Đây các bác nhìn thấy cái nước nhiễm sắt này, bây giờ em sẽ cắt bủa cái phần kia này và đưa cái van này vào này các bác. Đấy, tiết chế bịt bớt cái tầng nước ở bên dưới đi nha. Đấy, thì cái chỗ kia thì
thợ đang cắt đây, cắt bùa cái đó đi, xong đưa cái này vào để tiết chế bịch cái nguồn nước ở dưới lại, không lấy cái nguồn nước ở dưới này các bác. Rồi anh lấy cho ăn cái dừa khô cái lau gắn keo luôn cái này cho em. Gắn gắn cả trong cả ngoài nhá, gắn bơi nhiều keo. Ông đại ca thấy cái sự giếng kiểu này là lần đầu tiên đúng không? Để ông lạ thằng nên bình cái kiểu gì. Chứ bữa trước bác thì thử nước chè vô là hắn vàng hắn tiên hắn điền. Hắn điền à. Cái ông Tâm Vũ ông Thọ chứ làm nhà xong đi tính. Ừ. Làm nhà xong thì mới xử lý. Các ông Thọ ông bà trường có đưa anh Long. Có đưa anh tí nữa lên mua bắt cầm không không rồi. Kinh nhờ. Tính thì sơn được lên. Đây rồi, trước đây anh nhận vô cái ống 48 nữa thôi mà. Em rút được hết. Anh. Có như lao đi lao đi chua tí dầu ăn thôi cái chỗ cái vàn đấy. Đất kinh nhỉ. Nhiệm sắt này. Dạ anh cứ lao đi về chua tí dầu ăn thôi đó. Đây nè, nên là mình giới thiệu với cái mùa mưa này không ai người ta để ý. Hắn không phải là điên mà vô mình chưa có cái kinh nghiệm. Đây các bác, bắt đầu đến cái van hút sâu đây. Thì cái van này là nó bùa cái dầu ăn mà. Để nhận xuống cho nó dễ, sau này mình kéo lên nó cũng dễ các bác. Rồi, nhận xuống đây. Điện thoại. Mày ơ ư ư mày ơ. Chuẩn hơi ẩm ẩm cái lau nó mới sạch. Anh nhú tí nước vô. Hả? Yeah, nhú tí nước vô lau mới sạch rồi. Thế là anh đóng cái ống gần xong rồi các bác ạ. Đây. Đang đưa cho anh đang lau cái ống cho nó sạch đây. Các bác. Đóng xuống thì ở đây là cái máy bơm 75 này. Thì cái này á thì bây giờ là làm cái hộp kỹ thuật kia thì mình phải lắp cái giắc cua vào đây các bác. Giắc cua 27 này vào. Đây. Đây là giắc cái giắc cua 27, còn đây là sẽ lắp cái giắc cua 34 vào đây. Để sau này khi mà nó máy nó không ai nó cứ hư bi hoặc trục trặc gì mình tháo ra cho nó dễ các bác. Đây các bác thấy nhìn bằng thường bình. Ở đây là các bác thấy là cái giếng em xử xong rồi. Ở đây là lắp cái máy bơm thì ở đây là anh buộc cái trước là anh buộc cái dây nịch, bây giờ thay hai cái giắc cua này vào để anh tháo ra cho nó dễ. Đây đường nước hồi thì kéo ra đây các bác. Ở đây sẽ làm cái khóa vào đây. Khóa đây kéo xuống các bác, xong rồi chùa nó chạy ra đây và qua các cái lọc rồi đó. Ở đây là các bác thấy là lắp cây lọc nó đã gần xong rồi. Thì hiện nay là đang bị mất điện các bác. Thì đợt này nó vào một khô nó bị thiếu nước á, cho nên là cắt điện liên tục ở khu vực ngoài Bắc này, cho nên là
phải chợ nó có điện thì mới bơm được. Thì cái này là sẽ hướng dẫn cho anh ấy cái cách sục giữa này. Cái này nó rất đơn giản thôi, thì em làm hai màu khóa xanh và khóa đũa thôi. Khi mà mình đưa sang chế độ lọc thì mình mở khóa xanh, khóa đũa, còn chế độ sục giữa thì mình khóa xanh, mở khóa đũa. Có vậy thôi các bác. Và cái nước này ạ thì mình sẽ bơm lên là xả hết các cái cặn bẩn này, sau đó mình đưa vào cái lọc, mình sục ngược sục xuôi cho nó sạch cái cây lọc đi và mình đưa lên trên bồn thôi. Thì đây là đã lắp xong rồi các bác. Ở thì các bác thấy nguồn nước giếng khoan bơm đây, bơm chạy đây, thì ở đây này mình dùng cái khóa này để mình điều chỉnh cái lưu lượng nước các bác này. Mình điều chỉnh cái lưu lượng nước sau nó chạy vào đây để cho nó vào cái cây lọc đây các bác. Và mình khóa hết khóa đũa, mở hai khóa xanh lại thì nước nó sẽ chạy qua cây lọc và nó chạy lên trên bồn rồi. Nhưng mà trong quá trình mình lắp xong cây lọc đó, mình phải sục xuôi sục ngược cho nó sạch hết các cái cặn bẩn và tạp chất đi, xong mình mới đưa được. Thì hiện nay là dù cái ở đây người ta đang cắt điện giảm tải cho nên là nó không có điện, cho nên là đang phải đợi khi nào mà có điện xong rồi lại mới sục xuôi sục ngược cho anh Sơn được và hướng dẫn cho anh cách sử dụng. Đây các bác, buổi chiều nó mất điện rồi, bây giờ có điện thì 9 giờ rồi vì quay lại để bơm nước để sục giữ cho bác Sơn này. Các bác thấy là bây giờ khi mà bịch cái nguồn nước lại thì đang hút cái nguồn nước mới lên đó. Rồi các bác, nó đang già cái cặn bùn bẩn này, đợi cho nó hút trong thì em sẽ đưa vào cái cây lọc em sục giữa nha. Anh ngửi ngửi không còn cái mùi hăng giống cái bữa trước nữa đúng không? Anh ngửi kỹ con nào, không có tanh giống bữa chưa lôi lên không? Không tanh, bây giờ đang mùi tiêu, mùi bùn đấy đúng không? Mùi hôi hôi đúng không? Ừ, rồi rồi. Để em trong này, cái này em chôn một cái lọc. Đấy các bạn. Bây giờ họ cắt điện giảm tải cho nên là bên ngày có khi nó mất điện đến hai lần, có mỗi lần mất được khoảng độ 8 tiếng. Đấy. Bây giờ là đang bơm lên đợi cho nước nó trong rồi, xong em sẽ chôn nó qua cái lọc nha. Ở đây các bác, cái nước mà bây giờ bơm nó đã trong rồi các bác, bây giờ sẽ đưa qua chế độ lọc. Anh khóa hai cái khóa đũa này lại cho em này, giờ cứ đang sục giữa đi, nhớ anh khóa hai khóa đũa này rồi khóa thoát trước đây khóa xả đáy, anh kệ nó cho nó xả đáy ra để cho nước nó ngấm vào cái lọc, cho nó ngấm vào cái lọc này. Đây các bác thấy nước nó bây giờ em đấy, bây giờ nó sục cái cặn bẩn ra đây các bác. Thì đây là đang đưa vào chế độ lọc nhưng mà mình xả đáy nhá, để nó xả hết cái cặn bẩn ra. Khi mà mình đưa cái chế độ này nó trong rồi, khi mà nó trong rồi nha các bác, khi mà nguồn nước nó trong rồi thì tiếp tục mình lại khóa hai khóa xanh, mở hai khóa đũa này ra đấy, mình cứ sục xuôi sục ngược như vậy, mình sục đi vài lần, sục đến lúc nào mà mình cảm thấy nước nó trong rồi á thì mình khóa ba khóa đũa, mở hai khóa xanh lại cho nước nó lên bồn thôi. Cái chế độ của cái cây lọc này thì em chế thì các bác sục giữ nó rất chi là đơn giản, bởi vì em làm cho các bác phân biệt màu khóa thì khi mà về các bác sục giữ là nó rất chi là đơn giản rồi, ai cũng có thể làm được đấy, nó không phức tạp và cầu kỳ. Còn ở trên đây này, đúng không? Trên đây được cái bàn riêng, sau này để mình thay vật liệu thì em vặn cái băng tan vào đó, vào đây em có khoan cái hốc cho các bác này. Đấy, sau này các bác đổ cái cơ sắt và các bác xoay riêng nó ra là các bác đặt cái cây lọc này nó nằm xuống, xong các bác dùng máy bơm, các bác dùng cái dây mềm các bác bơm nước vào thì nó sẽ đẩy cái vật liệu ra và mình thay cái vật liệu khác thôi, nó cực kỳ chỉ là đơn giản thôi. Vâng, anh cứ để sục cho nó trong rồi xong mình đuổi chế độ khóa thôi mà. Trong chưa, trong suốt chưa? Chờ anh lại đuổi chế độ khóa anh sục cho em. Bây giờ anh mở hai khóa đũa này nha. Đấy, mở hai khóa đũa cho anh, khóa xanh lại. Anh phải mở khóa đũa trước nhá. Đấy, xong rồi mình khóa tay sau, khóa trên nè. Rồi. Anh khóa hai khóa xanh lại. Rồi, anh thấy này đũa cho em mà khóa cái nó lại đục này. Nó ra nó lại đục này thôi. Thế mình cứ sục xuôi sục ngược kia cho nó nước nó trong. Đợi tí nó đang đẩy lên cây lọc ạ. Có thấy không? Đây là cái than ở phần trên đó, lúc nào nó chạy xuống là cái phần cát ở dưới nó lược, nó dở lại cái màu đen này này, nó không ra, nhưng mà bây giờ mình sục ngược lên là nó lại đẩy ra. Đó, bác thử gửi xem cái chế độ này nó có tay không?
có quằn mùi tanh không nào? Quằn không? Theo chị thì quằn không? Quằn. À cái bị quóng lọc rồi à? Quằn không anh Sơn? Hết rồi à? Quóng lọc rồi à? Quóng lọc rồi. Quóng lọc mà còn tanh thì nhổ luôn, nó lọc đi. Đem về, chú đem về hộ chị về. Được không? Người ta lắp 3-4 cây thì mình lắp 1 cây mà cứ đòi gì tuyệt đối đòi ra được, có khoảng độ 99% nữa chứ. Thế khi mà những 3-4 cây. Ồ khách hàng em người ta lắp 4 cây mê ra. Em gửi cho khách lắp cây 3, cây 4 nhiều chứ. Có người 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 ta đòi lắp cả 5-6 cây mà em thôi 4 cây là quá cao điểm rồi. Không có tiền thì mới biểu lắp 3-4 cây lắp cho nó đứt à. Nhiều chứ, nhiều người ta lắp cây 4 cây 4 nhiều mà. Thế em gửi cho người ta lắp cây 4 nhiều chứ. Ta thả đấy chứ. Bây giờ em vừa mới gửi 3 đơn cây 4 này. Có đọc rồi. Thế mình gửi ra thì người ta tự lắp lấy à? Lắp lấy, hướng dẫn qua Zalo này, cái này lắp đơn giản mà. Chào bác, em chỉ cho bác cũng lắp lắp được chứ. Này đơn giản không? À ơi, thằng đực này. Đưa cái bình trà này cái. Yeah. Lấy nước trà cho anh Thơn đi, anh Sơn anh thử nước trà cái không này. À, chán thử không mua mà chị em. À mới, bỏ tí nước trà và tí nước sôi vô là được thôi mà. Chứ là tự dưng nó vàng nước à? Vàng. Mất điện cả ngày lắp cho anh nên ở đây phộc mãi đây. Được, cứ miễn nước chè là được. Cứ nước pha nước chè lên. Nhưng mà cái nước đó là pha nước chè đúng không? Rồi rồi. Anh đổ vô cua làm tím này. Đúng không? Mỗi bữa là đổ giống nước đậu đen à? Theo chị thì hôm nay đổ nó có giống đậu đen nào? Chị thử đoán cái nào? Không. Hôm nay qua cây lọc rồi mà giống đậu đen nữa thì trả cái lọc về chủ. Qua cây lọc rồi mà đã mất tiền của cái cây thằng đập. Bác đổ luôn cả bã ra về. Chua nó ngấm cả bã vô cứ nó có tím không? Ừ. Yeah. À, trả về cho chủ luôn. Cái này là ôi trời. Chuẩn bị tím rồi đúng không? Chạy pha luôn nắm nắm thì em đang quay phim đây này. Cái này chỉ cần giấu nước chè là nó tím thôi. Pha luôn nắm nắm chạy vào pha đi. Nhưng mà nước nguội. Chứ là bây giờ là khó cái lại là lên à? Rồi, nhưng mà anh chờ anh lại sọc lại đi. Anh sọc lại, anh mở hai khóa xanh nha. Rồi, khóa hai khóa đũa lại. Trước khi lọc, trước khi nó là phải mở khóa trước xong mình khóa sau nha. Đấy. Nó trở lại ra nước bẩn, anh kệ cho nó sạch đi. Nó trong này nè. Thấy không? Đấy. À, cái hắn dở lại, nước nó qua nó dở cái cạnh bẩn lại. Đúng rồi. Mình giữ cho nó sạch cái vật liệu bên trong đi. Ồ, chứ anh Sơn lại không nối cống gì mà mỗi lần sọc gì nước thì ra xanh ạ. Ra xanh thì quét xanh luôn càng sạch chứ sao. Sau thích thì cái đoạn này này, anh mua chị mua là chỉ có cái đoạn dây mềm mà nối đoạn một vắt ra. Nối ống có nhìn đến vướng. À đúng rồi đó, cái đoạn dây mềm đó. Chờ anh sang đi là cái chế độ lọc này, anh mở hai khóa xanh nha đúng không? Anh khóa hai khóa đũa đi này. Bây giờ nha, anh lúc mà anh chua lên bồn anh chỉ khóa khóa đi lại thôi này. Khóa gì thì... Đúng rồi, đúng rồi. Là nó tự lên bồn, còn hai khóa xanh thì phải mở, đừng có khóa lại đó. Trước khi sục là anh phải mở khóa ra hết, xong anh đi khóa cái chế độ tay lại sau. Thì nó không bị ép cái lọc á, chứ không nếu mà anh khóa hết là anh để nước không nó ép cái lọc là nó phá. Nên nói chung là 15 ngày nửa tháng sục một lần. Mỗi lần sục thì khoảng 5-10 phút chứ mà quên như là cứ lần mua mà tưới cây hoặc là giữ sân như chiếc thì lại mình lấy sục mình lấy cái nước nữa mình tưới cây giữ sân đúng không?